Trong những ngày Tết đến xuân về, các khu trò chơi tại trung tâm quận Ô Môn luôn mở cửa, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, nhất là các em thiếu nhi. Mỗi khu vui chơi có nhiều loại hình, các trò chơi như chạy xe điện, nhà hơi, nhà banh, trò chơi cảm giác mạnh được rất nhiều thiếu niên ưa thích. Các trò chơi như câu cá, tô màu, tranh cát được các em nhỏ thích thú, thể hiện khả năng bẩm sinh của bản thân. Giá vé tăng từ 3 đến 5 ngàn đồng so với ngày thường, dao động từ 10 đến 15 ngàn đồng một lượt. Theo ghi nhận, đa số người dân đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19.